Sáng nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố hợp với Bệnh viện Đà Nẵng triển khai tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19 cho 39 người có công với cách mạng, gồm các bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang dân dân, anh hùng lao động, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa. Thời đoạn vắc vaccine tiêm lần này là Pfizer. khác với vắc vaccine AstraZeneca có hai mũi tiêm cách nhau từ 8 đến 12 tuần, thì vaccine Pfizer hai mũi chỉ cách nhau từ 3 đến 4 tuần và ứng phụ thông thường sau tiêm của hai loại vaccine này tương tự nhau. Để đảm bảo công tác an toàn tiêm chủng, các bác sĩ phải khám sàng lọc rất kỹ để đánh giá xem người được tiêm có đáp ứng được yêu cầu sức khỏe hay không, đặc biệt là vấn đề dị ứng. Ngoài ra, thì bệnh viện còn bố trí khu vực để theo dõi phản ứng sau tiêm dành cho những người được tiêm trong đợt này.